Chứng khoán ngày 22 tháng 1, cổ phiếu thép đẩy VN Index tăng 4,33 điểm. VN Index tăng nhẹ trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh và nhóm cổ phiếu thép trở thành đầu kéo thị trường hôm nay ngày 22 tháng 1. Trạng thái giảm điểm ghi nhận trong phần lớn thời gian giao dịch. Đến gần cuối phiên, lực mua cải thiện giúp chỉ số VN Index tăng hơn 1 điểm, tương đương 0,12%, lên 1.182,86 điểm. VN30 Index dừng ở mức 1.189,56 điểm, tăng 4,33 điểm, tương đương 0,37%. Góp điểm nhiều nhất cho VN-Index phiên hôm nay là mã đầu ngành thép HPG. Kết phiên, HPG tăng 1,8% tương đương với 0,8 điểm cộng cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, mã cổ phiếu khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất là mã ngân hàng VCB. Mặc dù chỉ giảm nhẹ 0,6% nhưng mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất sàn này đã lấy đi gần 0,8 điểm của VN-Index. Kết phiên Số cổ phiếu tăng và giảm giá không quá chênh lệch, toàn sàn HOSE có 246 mã tăng giá, 119 mã đứng giá tham chiếu và 223 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh ở mức trung bình khá, đạt 16.088 tỷ đồng.